Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Hoàng Trọng, Thụy, trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả, cho đến quý vị đến với Thời sự Thế giới trong ngày hôm nay. Và nếu quý vị vào Facebook, YouTube, xin nhớ nhấn nút subscribe, bởi vì chúng tôi biết được là có nhiều quý vị xem mà không có subscribe, không có nhấn nút subscribe. Cho nên quý vị chịu khó nhấn nút subscribe để chúng tôi gửi đến quý vị video mỗi ngày, khỏi mất công đi tìm vào mạng. Cảm ơn quý vị rất nhiều và nhớ vào littlesaigontv.com luôn nữa, vào đây để xem livestream cũng như đọc các bản tin. Và chúng tôi có rất nhiều các tin để gửi đến quý vị trong ngày hôm nay, bao gồm cái chết của mặt cá phi và vụ sụp nguyên cả căn chung cư ở Florida. Thế nhưng trước hết, dự báo thời tiết trong ngày thứ năm như thế nào, Thảo Yên? Dạ vâng, thưa quý vị và thưa anh, ngày hôm nay đó thì buổi sáng trời tiếp tục có nhiều mây và rất là âm u. Cũng chính vì vậy mà nhiệt độ hôm nay ở Westminster với Garden Grove không có lên cao, thưa quý vị, giữ ở mức là khoảng 72 đến 73 độ. Chiều tối thì là vào khoảng 62 đến 63 độ. Nhưng bắt đầu qua đến ngày mai, quý vị thấy là nhiệt độ bắt đầu tăng nhẹ, khoảng chừng đâu 78 độ, và sẽ giữ như vậy luôn cho đến chủ nhật. Nhưng mà bắt đầu sau ngày chủ nhật đó là quý vị thấy nhiệt độ tăng, từ nguyên tuần tới là đã không còn cái nhiệt độ mà 70 mấy nữa, thưa quý vị. Bắt đầu từ tuần tới là trung bình đó là 83, tăng từ từ khoảng chừng đến 85-87. Nói chung là cái tuần này còn dễ chịu, qua đến tuần sau là rất là nóng rồi. Bắt đầu tuần sau là mình thấm mùa hè, phải không ạ? Trong khi đó, tình hình tài chính vào sáng ngày hôm nay rất tốt đẹp. Thứ nhất, có hai tin tốt đã giúp cho thị trường tăng mạnh khá ngày hôm nay. Các dữ kiện liên quan đến công ăn việc làm, đến hàng bán lẻ, vân vân đều tốt hết tất cả. Đó là tin thứ nhất. Tin thứ nhì là giới đầu tư nhận được là bên nhóm lưỡng viện, tức là bao gồm thành viên của Đảng Cộng Hòa và Dân Chủ của các vị thượng nghị sĩ, đồng thuận với nhau về gói xây dựng hạ tầng cơ sở, tái cấu trúc hạ tầng cơ sở của chính phủ Joe Biden, vào khoảng 1.200 tỷ Mỹ Kim. Và trong vòng một vài tiếng đồng hồ nữa, ông Biden sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Dân Chủ và Cộng Hòa để đoan chắc là những gì họ đồng ý với chính phủ Tòa Bạch Ốc đó là có khả năng thi hành được. Chứ không phải là chỉ hứa nói là ô, chúng tôi đồng ý rồi, chúng tôi phải sửa đổi, cuối cùng nó không ra cái con số 1.200 tỷ, hoặc là họ phải đưa thêm nhiều cái ngân sách của những cái tiểu bang để giúp thay đổi cái cục diện của cái kế sách này, thưa quý vị. 1.200 tỷ được đồng thuận, nhưng mà ít nhất giới đầu tư nói rằng ồ, hai bên ngồi gặp gỡ nhau để đi đến cái quyết định cuối cùng là sẽ hạ bút ký xuống, thì cái điều đó đã giúp cho thị trường tăng lên ngày hôm nay. Bởi vì quý vị biết là giới đầu tư cũng chờ đón cái gói cứu trợ, gói cải tổ hạ tầng cơ sở này, và điều đó giúp thêm công ăn việc làm, và công ăn việc làm thêm lương bổng. Bởi vì bây giờ thiếu rất nhiều các tay nghề không có, thì các công ty đấu thầu đó với cái gói cứu trợ của chính phủ này, họ phải nâng cái mức lương lên để có được cái số lượng nhân công cần thiết. Bởi vì bây giờ đã các đại công ty đồng ý với gói đấu thầu của chính phủ, nhưng mà nếu họ không làm đúng theo cái lịch trình mà hứa hẹn đó thì sẽ bị phạt, chưa kể là mất đi uy tín nữa. Đó là tất cả những cái dữ kiện tốt và giúp cho Dow Jones lên 236 điểm, có lúc lên trên 245 điểm. S&P Nasdaq lên 120 điểm, S&P 500 cũng lên được luôn 24 điểm. Dow Jones thì ngày hôm nay đã vượt quá trở lại 34.000 rồi, thưa quý vị. Sau một thời gian mất cả ngàn điểm xuống còn có 33.000 mấy trăm điểm thôi. Nikkei lên chấm 34 điểm, 28.875. Hồng Kông lên được 65 điểm và Thượng Hải cũng lên được chấm 43.
Gói cứu trợ này cũng có đồng nghĩa là sẽ có nhiều công ty nước ngoài, bởi vì công ty Mỹ thì họ đặt bản doanh cũng ở nước ngoài, châu Âu, châu Á, vân vân, thì cũng hưởng lợi luôn. Công trái phiếu 10 năm hôm nay là không thay đổi, 1,487%. Bà Janet Yellen ngày hôm qua, trong bà là Bộ trưởng Ngân khố dưới thời của ông Biden. Hiện nay thì bà tuyên bố chính Ngân hàng Trung ương chắc có lẽ sẽ giữ lãi suất thấp ở mức lâu dài. Và nếu có tăng đó thì cũng không tăng cao vội. Thì tuyên bố của bà Janet Yellen cũng giúp cho giới đầu tư yên tâm hơn về phân lời. Bởi vì các đại công ty họ muốn khuất trương, bành trướng làm ăn đó, họ cần mượn những cái món tiền với thâm phân lời thấp thì họ mới mượn nhiều. Dầu tiếp tục tăng cao, gói cứu trợ hạ tầng cơ sở này cũng sẽ khiến cho dầu thêm tăng nữa trong những ngày tới, thêm 11 sen, 73 đồng 19 sen. Ngược lại thì vàng đi xuống 4 đồng 6, 1778 đồng 80 sen. Vâng, thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay đó thì ở tại khu vực phía nam của quận Miami-Dade đã xảy ra một cái vụ, đó là một cái tòa nhà 12 tầng đã bị sập, mà tính cho đến giờ phút này đó là số người thiệt mạng là 1 người, thưa quý vị, nhiều người bị thương. Thì phía cảnh sát của quận Miami-Dade cho biết là đây là một cái căn chung cư 12 tầng có cái tên là Chaplin Towers, thưa quý vị. Nó nằm ở cái thị trấn Surfside, là đối diện với ngoài biển luôn, quay mặt ra là biển, thưa quý vị, trên cái con đường Collins, thì cách Miami Beach là khoảng 6 dặm. Thì cái giờ chính xác mà cái căn chung cư này nó sập đó là 1 giờ 20 phút sáng sớm ngày hôm nay. Và được biết là cái tòa nhà này đó, thưa quý vị, thì được xây dựng từ năm 1981, có tổng cộng 136 units. Thì mỗi một unit như vậy là có từ 2 cho đến 3 phòng ngủ. Trong và khi mà cái tòa nhà bị sập đó thì có 100 units là đang có người sinh sống ở trong đó, thưa quý vị. Và tính cho đến giờ phút này, sáng sớm ngày hôm nay, bởi vì ngay lúc này đó ở Miami Beach nó đang trời, nó đang đổ mưa, thưa quý vị, cho nên là các giới chức họ phải ngưng cái cuộc họp báo. Nhưng mà trước khi đó đó thì họ đã kịp cập nhật, đó là lính cứu hỏa đã cứu ra được 40 người. Nhưng mà bây giờ theo như những cái lời của những người mà có thân nhân sống trong cái nhà này, mà từ khi mà nhận được tin tức họ liên tục gọi đó, thì không gọi được cái danh sách mà người đang bị mất tích là lên đến 51 người. Nhưng mà các giới chức họ nói có thể còn hơn nữa, thưa quý vị, bởi vì bây giờ đó chưa có cái con số cụ thể, cũng như là họ chưa có đào sâu vào bên trong được. 40 người được cứu đó là chỉ vòng vòng ở ngoài thôi. Rồi có khoảng chừng đâu 10-15 gia đình là có thể là may mắn khi mà đổ sụp đó thì họ không có bị chôn vùi lắm, cho nên là lính cứu hỏa đếm được có 15 gia đình họ đã tự đi ra ngoài được, xây xác nhẹ. 2 người được đưa vào bệnh viện, 1 người đã bị tử vong, thưa quý vị. Thì bây giờ đó, cái nguyên nhân mà bị sập không ai chưa có ai nói được, thưa quý vị. Nhưng mà những người dân mà sống xung quanh khu vực đó thì họ nói với đài truyền hình địa phương, đó là khoảng chừng vài tuần trước đây đó thì cái chủ của tòa nhà họ sửa sang gì ở trên cái rooftop đó, là cái sân thượng đó, thưa quý vị. Nhưng mà có sử dụng những cái heavy equipments, là những cái thiết bị hạng nặng chẳng hạn, cho nên là bây giờ người dân họ nghĩ là có thể là do như vậy. Tuy nhiên ông thị trưởng của thành phố Surfside đó thì ổng lại nói là cái việc mà sửa chữa trên rooftop ở những cái tòa nhà cao tầng như vậy ở khắp cái thành phố này xảy ra diễn ra rất là thường. Và thường khi mà có sửa sang như vậy đó là những cái người này họ đã xin phép thành phố và thành phố có đến kiểm tra rồi mới cấp phép, cho nên là ông không nghĩ đây là cái nguyên nhân. Họ nói chỉ có một cái cánh của cả cái tòa nhà chung cư này, và hệ thống chung cư mà xây sát biển của Florida nó xây thành nhiều cánh để nhà nào cũng có thể nhìn ra biển được hết. Đó là lý do mà một cánh nó bị sụp. Nhưng mà người ta sẽ xem xét cái nguyên nhân từ cái tình trạng mà muối ăn mòn, muối xói mòn. Cũng có nhiều building, nhưng mà nhờ cái vụ mà sập này thì các tiêu chuẩn, các quy định về các building đó sẽ được các chủ nhân xem xét lại, nhất là đối với những tòa nhà cũ kỹ mấy chục năm nay, và họ chỉ bảo trì phía bên ngoài được thôi.
chứ bên trong cái cốt lõi thép sắt đó nó bị rỉ đó thưa quý vị, nó từ từ nó bị xói mòn, thì nó ở trên tầng cao mà nó chỉ cần hơi nặng một chút xíu thôi là đủ để gây sập ở bên dưới. Bởi vì khi mà họ tái cấu trúc hoặc là bảo trì đó là phần lớn họ làm từ ở trên cao xuống, còn ở giữa và đoạn cuối thì chưa có được bảo trì, trong khi phần phía dưới lại bị xói mòn. Đó là một trong những cái hậu quả dẫn đến cái việc sập trong ngày hôm nay. Bên cạnh đó, cái chết của McAfee, và quý vị nào mà sử dụng máy điện toán cho đến giờ phút này, khi quý vị gắn Windows vân vân, luôn luôn họ đi kèm theo với cái lời dụ là quý vị được xài thử trong vòng tháng đầu tiên và thậm chí được thử 3 tháng luôn nữa cài trong máy, thì quý vị muốn khi mà đồng ý rồi đó, khi mà muốn lấy ra cũng hơi khó khăn. Nhưng mà phần lớn các máy Windows đều có McAfee cài vào. Nhưng mà cái tên McAfee này dính liền với một nhân vật rất nổi tiếng, và cái từ ngữ lên voi xuống chó trong trường hợp này vô cùng đúng với đời sống của nhân vật này, McAfee. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.